Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay mời quý vị và các bạn đến với cái bảng tin giá sắt thép của ngày 15 tháng 9 năm 2021. Hôm nay cái giá bảng giá mới cụ thể trong ngày hôm nay nó lên xuống như nào thì mời các bác đi xem cái video cụ thể của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em nhé. Thì rất mong là các bác xem video mà thấy video nó hay và thiết thực và cái giá nó sát với lại giá của công trình nhà các bác, thì rất mong các bác xem video, các bác đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của em nó phát triển lên một chút để em có những cái động lực làm các cái video thật là chất lượng để phục vụ giá cả cho các bác hàng ngày. Nói thật với các bác là cái kênh của em là em dựa vào cái bảng giá vật liệu xây dựng tại cửa hàng nhà em, bán trực tiếp trong dân. Do vậy là cái giá xi măng rồi là sắt thép, cát đá, gạch sỏi là nó rất là sát với lại công trình nhà các bác. Nếu như các bác mà thấy cái giá sắt ở tại cửa hàng nhà em mà nó cao hay nó thấp thì các bác cứ bình luận ở bên dưới. Muốn đi. Thì trong khi làm video nó cũng không thể tránh khỏi các cái sai sót và hiểu lầm từ các cái cửa hàng đại lý của các khu vực nhà các bác. Thì nếu như mà em làm các cái video này mà cái giá cả có gì mà đụng chạm đến các cái giá của cửa hàng nhà các bác thì rất mong các bác là thông cảm. Đây cũng là em làm để phục vụ cho các bác khách hàng của cửa hàng nhà em là chính. Thì xin mời các bác đi vào cái bảng giá chi tiết trong ngày hôm nay. Cái phi 6 trơn thì có giá là 17.450 đồng 1 kg. Và phi 8 gai thì có giá là 17.500 đồng 1 kg. Là cái bảng giá sắt cân, sắt cuộn. Phi 10 hàng dân dụng 6,2 kg có giá là 109.000. Phi 10 7,2 kg hàng công trình có giá là 128.000. Phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 173.000. Phi 14 13,55 kg hàng CB3 có giá là 236.000. Phi 16 17,2 kg có giá là 300.000. Phi 18 22,45 kg phi 18 22,45 kg có giá là 391.000 hàng CB3. Phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá 483.000. Phi 22 33,6 kg hàng CB3 có giá 584.000. Phi 25 45 kg hàng CB3 có giá 785.000. Đấy là cái bảng giá sắt thép chi tiết tại cửa hàng nhà em, giao tận chân công trình cho các bác là giá bán lẻ, đã có thuế VAT. Thì sau đây em xin trả lời được các mấy câu hỏi của các bác. Đó là có nhà bác Vượng, bác ấy hỏi là chia sẻ cho cái cách tính sắt sàn mái phi 10. Thì em cũng đã chia sẻ nhiều trên video rồi nhưng các bác lại không để ý mình xem video của em. Trên video này thì chủ yếu là em báo giá, còn đâu các cái công thức tính sắt thép và các cái lĩnh vực khác thì em chỉ gọi là nói qua để cho các bác hiểu thôi. Thì ví dụ chẳng hạn như các bác mà muốn tính sắt 10, sắt sàn mái ấy, thì bao giờ các bác cũng để ý cho em là cái mái của các bác ví dụ chẳng hạn 80 hoặc 90 hoặc 100 mét vuông. Thì như các cái mái bé nha các bác ấy, thì mình có thể đi vuông 18-18 hoặc là vuông 15-15. 15-15 thì mái trên 100m2, mái to thì các bác hãy lên đi 15-15. Vì mình đi 15-15 là nó cũng hơi lãng phí, vì mình chủ yếu mình đi hai lớp mà. Nếu chẳng hạn như các bác đi 18-18 thì của các bác là sẽ hết vào đi 5 sợi, 5 sợi ngang và 5 sợi dọc. Đấy.
Vì là như các bác cũng tính là các bác ra ví dụ đi 5 sợi thì ví dụ 18 18 thì 50 50 85 40 thì nó hết 0,9. Nó rơi vào 0,9 thì mình cứ tính 1 mét đi. 1 mét vuông đấy. 5 sợi ngang, 5 sợi dọc thì của các bác là hết 10 sợi. 10 sợi là một lớp, nếu mà các bác đi hai lớp thì là nó sẽ là 10 là 20 sợi. 20 sợi thì nó rơi vào 20 mét. 20 mét thì của các bác là đi một cây 11m70, 20 mét thì các bác hết một khoảng một cây 8. Một cây 8, đấy anh em tính sơ qua. Một cây 8 là các bác đi 18 18 thì ví dụ chẳng hạn 90 mét vuông các bác nhân với lại một cây 8 thì 90 90 98 72. 90 cây mấy cả 72 cây là 162 cây. Đấy, 162 thì các bác cứ tính khoảng tí 162 thì các bác tính khoảng 170 đi là cho nó dư dật ra một chút. Đấy là cái sàn 90 mét vuông. Thế còn cái ví dụ chẳng hạn như các bác mà đi 15-15 thì của các bác sẽ hết vào 7 sợi. 7 sợi ngang, 7 sợi dọc. Đấy. Vì nó là khoảng tầm như các bác tính là 7-10-70-75-35 thì 1m05. Đấy, nó áng áng đâu. Hết 7 sợi thì các bác của các bác ví dụ chẳng hạn như là 7 sợi ngang, 7 sợi dọc thì là hết 14 sợi. 14 sợi là một lớp, còn đâu hai lớp thì hết 28 sợi. 28 sợi là rơi vào 28 mét. 28 mét thì các bác chia ra 11m70. Đi 28 mét thì của các bác nó rơi vào hết khoảng 2 cây 2 là đan 15-15. 2 cây 2 ví dụ chẳng hạn 90 mét vuông, 92-18. Đấy, gọi là 200 cây. Đấy, em gọi dư dật ra khoảng một vài cây gì đấy là cái mái của các bác 90 mét vuông mà đan 15-15 thì nó hết khoảng 200 cây. Còn đan 18-18 thì nó hết khoảng 170 cây. Đó này cái công thức tính sắt 10 sắt sàn mái đấy. Còn cái giá nguyên vật liệu tại cửa hàng nhà em thì cái giá xi măng Hoàng Thạch CP300 thì có giá 1.600 đồng 1 kg. Và Max MC25 xây chát cao cấp thì có giá 1.300 đồng 1 kg. Và thằng xi Long Sơn thì Max CP300 có giá là đi 1.400 đồng 1 kg. Xi măng bỉm sơn thì có giá 1.580 đồng 1 kg. Xi măng bút sơn cũng có giá 1.580 đồng 1 kg. Hàng Max CP300 đổ móng đổ mái. Còn cái giá nguyên vật liệu ở bãi anh em thì cái giá cắt vàng có giá là đi 430.000 một khối. Cắt trung hà có giá 180.000 một khối. Và thằng đá 12 có giá là 270.000 một khối. Đá 22 có giá 300.000 một khối. Cắt lền có giá là 120.000 một khối. Và thằng gạch lò vòng, gạch đất thịt ấy, thì nó có giá là 920 đồng một viên. Và gạch 3 chấm thì có giá là đi 720 đồng một viên. Đấy là cái bảng giá sắt thép và vật liệu tại cửa hàng nhà em. Rất mong các bác là xem video. Nếu như mà thấy video hay thì các bác đăng ký kênh ủng hộ cho em. Ở đây em xin được kết thúc video tại đây. Rất mong các bác lưu ý đăng ký kênh ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác một ngày mới mạnh khỏe.